Tử vi tuổi Mùng Tốt 1982 tháng 7 âm lịch. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, chúng ta ai ai cũng mong cầu được may mắn, bình an, nhưng không phải lúc nào cũng có được. Khác với hầu hết mọi người, những người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 7 âm lịch là một trong những con giáp cực kỳ may mắn và thành công, được thần tài chiếu cố ban lộc. Trong cuộc sống có nhiều bứt phá, nhất là trong tháng 7 âm lịch, tháng đen đủi mà mọi người vẫn gọi là tháng cô hồn, tháng của cô hồn giã quỷ. Mặc dù từ đầu năm đến giờ, những gia chủ tuổi Nhâm Tuất đã phải trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, thăng trầm, không biết bao nhiêu tủi nhục, nước rơi, không biết bao nhiêu lần tủi nhục rơi nước mắt, nhưng bắt đầu từ tháng 7 âm lịch trở đi, may mắn ập đến với họ. Cứ động tay vào việc gì là cũng thành công, tiền bạc ùn ùn kéo đến, giúp cho những người tuổi Nhâm Tuất nổi như cồn. Họ được mọi người tung hô kính nể. Trong số đó, cũng không ít con giáp khác ganh đua, đố kỵ. Và cũng không ít người tò mò muốn biết tại sao trong tháng cô hồn này, những người tuổi Nhâm Tuất lại có được may mắn như vậy. Ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi video để biết được những bí mật trong tháng 7 âm lịch giúp tuổi Nhâm Tuất giàu sang, phú quý. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ tuổi Nhâm Tuất trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Những gia chủ tuổi Nhâm Tuất vốn mang bản tính hiền lành, lại thêm phần tin người khác quá, dẫn đến tuổi trẻ nhiều phen còn lận đận. Nhưng bù lại, họ được trời phú cho sự thông minh, một bản chất của người nghệ sĩ sống thư thái, an nhàn. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2021, gia chủ tuổi Nhâm Tuất sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Mệnh chủ biết dung hòa thời gian giữa công việc và thời gian dành cho bản thân mình. Công việc sẽ đạt được những thành tựu nhất định, vì vậy tiền lương và tiền thưởng không phải là ít. Mệnh chủ cần chú ý quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Nhâm Dương Thủy gặp bính dung hỏa nên gọi là thất sát, thiên quan. Trong tháng này, gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Đặc biệt trong năm 2021, gia chủ Nhâm Tuất nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hư họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ Nhâm Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ tuổi Nhâm Tuất trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tuất không khởi sắc trong tháng 7 âm lịch. Mệnh chủ có thể bị tiểu nhân hãm hại, gièm pha, khiến mệnh chủ khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Hãy hết sức giữ bình tĩnh, chưa nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi làm vậy là có hại cho chính mình. Xem tử vi 2021, tháng 7 âm lịch, đường công danh sự nghiệp gia chủ tuổi Nhâm Tuất không được thuận lợi. Bản mệnh hay thay đổi, không xác định được rõ ràng mục tiêu của mình, hết thấy khó khăn là dễ lùi bước nên không đi được đến bước cuối cùng. Mệnh chủ thiếu sự kiên trì, quyết tâm khiến cho công việc có phần bấp bênh, không được ổn định. Những người tuổi Nhâm Tuất cần phải xác định lại mục tiêu, phương hướng phát triển sự nghiệp của mình, nếu không e rằng sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí là đi lùi. Chớ nên đưa ra bất cứ quyết định nào vội vàng, cần phải bình tĩnh để có lựa chọn sáng suốt nhất. Bước đường sự nghiệp càng khó khăn thì càng phải thận trọng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các mệnh chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát,
chưa mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ phong thủy để mang lại tác dụng tốt nhất cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Theo tử vi tài lộc tuổi Nhâm Tuất năm 2021, tài chính mệnh chủ không có nhiều biến động trong tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại, xem pha để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội phát triển. Bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Đó là chưa kể đến chuyện công việc của gia chủ Nhâm Tuất trong tháng 7 khá bấp bênh, thu nhập cũng không được ổn định, cứ mãi bóc ngắn, cắn dài, thì chắc chắn sẽ có lúc lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần, vay mượn khắp nơi. Mệnh chủ cần phải lập kế hoạch tài chính cho chính bản thân mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại hối hận. Đặc biệt để có thể kích hoạt tài lộc, vận may trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên mọi người nên mang theo bên mình pháp khí bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp gia chủ tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân, trợ mệnh trong công việc, làm ăn và kinh doanh. Từ đó, mọi việc sẽ được hanh thông, thuận lợi và thành công hơn, áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Theo tử vi 2021, tháng 7 âm lịch, phương diện tình cảm của gia chủ Nhâm Tuất có nhiều biến động, cần tránh thái độ ghen tuông quá mức, khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Những người tuổi Nhâm Tuất đã kết hôn có nhiều sự thay đổi, cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra tranh cãi. Đặc biệt, các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe sẽ dẫn đến tình trạng đồng dạng, dị mộng. Vậy nên, hai vợ chồng cần phải bao dung, lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian, tâm sức cho công việc. Dù mệnh chủ có muốn quan tâm đến gia đình, thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Cho nên để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Nhâm Tuất hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển, đi lên. Đồng thời những gia chủ tuổi Nhâm Tuất cầu năng độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng tháng 7 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Nhâm Tuất không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, mệnh chủ không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn, bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, mệnh chủ cũng nên nghiêm túc xem lại, điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Gia chủ Nhâm Tuất sinh năm 1982, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của mệnh chủ Nhâm Tuất sinh năm 1982. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, thì phong thủy Gia Cát sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch để gia chủ tuổi Nhâm Tuất có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bính Thân, nạp âm Sơn Hạ Hỏa, tháng Thân Lục Hợp Tỵ, Tam Hợp Tý, Thìn Thành Thủy Cục, Xung Dần, Hình Dần, Hình Hợi, Hại Hợi, Phá Tỵ, Tuyệt Mão. Đối với người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 5 tháng 7, từ ngày 12 tháng 7. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 5 tháng 7, từ ngày 12 tháng 8 dương lịch,
Nạp Giáp, Nhâm Thìn, Nạp Âm, Trường Lưu Thủy. Thứ hai, ngày âm lịch 17 tháng 7, tức ngày 24 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Giáp Thìn, Nạp Âm, Phúc Đăng Hòa. Thứ ba, ngày âm lịch 29 tháng 7, tức ngày mùng 5 tháng 9 dương lịch, Nạp Giáp, Bính Thìn, Nạp Âm, Gia Trung Thổ. Đây là ba ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Nhâm Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ mang lại may mắn, sức khỏe, hỗ trợ tốt, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn, bình an trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Nhâm Tuất tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm vô cùng tốt. Thứ nhất, ngày 4 tháng 7 âm lịch, tức ngày 11 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Tân Mão, Nạp Âm, Tùng, Bách Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 16 tháng 7, tức ngày 23 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Quý Mão, Nạp Âm, Bạch, Bạc Kim. Thứ ba, ngày âm lịch 28 tháng 7, tức ngày 4 tháng 9 dương lịch, Nạp Giáp, Ất Mão, Nạp Âm, Đại Khê Thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Nhâm Tuất trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.